Thưa quý vị, cùng với những quyết sách kịp thời, quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi COVID-19, thì công tác chăm lo đời sống cho người dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội trong tình hình dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ được thành phố Đà Nẵng quan tâm thực hiện quyết liệt trong suốt thời gian qua. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành nghị quyết số 08 về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó nhấn mạnh không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, các cơ quan địa phương nếu để xảy ra những tình trạng này. Cuối tháng 7 vừa qua, hơn 56.000 người thuộc 3 nhóm đối tượng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, thường xuyên ốm đau, bệnh tật và đối tượng bảo trợ xã hội đã được thành phố Đà Nẵng tiến hành chi trả hỗ trợ. Người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, đau ốm thường xuyên và đối tượng bảo trợ xã hội được nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một lần. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố, kể cả còn sức lao động và không còn sức lao động, được nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một lần. Với cái đợt dịch này mà có sự hỗ trợ của nhà nước, đó là một cái động viên rất lớn cho những người mà đang ở trong cái đối tượng mà được nhà nước quan tâm. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là đến cái đợt dịch này là sự hỗ trợ đến rất sớm, làm cho người dân họ yên tâm hơn và có một cái động lực để người ta có cái sự tính toán trong vấn đề mà đối diện với cái dịch. Thiệt đã nghèo rồi, không có thì nhận được cái này cũng mừng thiệt tình luôn. Không biết là ngay hạn nước mỗi người 500, mỗi hộ 500 cũng mừng tương rục, cũng càng kiếm được ít bộ gạo. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đến nay các địa phương đã hoàn tất việc chi trả cho 3 nhóm đối tượng này, kịp thời giúp họ vượt qua khó khăn. Làm thứ bảy nhật, cả ngày thứ bảy nhật, miễn sao là đảm bảo cái tiến độ chi cho bà con nhân dân. Và cũng khi mà có cái nguồn lực ở trên thì chúng tôi phải chi ngay. Trước đó, vào ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết định hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để mặt trận các quận, huyện thực hiện chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng do COVID-19. Các phiên chợ không đồng được mặt trận các địa phương đồng loạt tổ chức. Những chuyến hàng hỗ trợ được trao tận tay cho bà con nhân dân đang gặp khó khăn đã tạo nên những điểm sáng trong công tác an sinh mùa dịch trên khắp địa bàn thành phố. Gia đình tôi rất là biết ơn và rất là cảm ơn. Chắc là chính quyền và ban sở, một miếng khi đói và một gói khi no. Cho nên là những thứ này rất là hạnh phúc và rất kịp thời và đúng lúc. Mặt trận cũng có lời kêu gọi đối với hệ thống mặt trận, các hệ thống đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư để chung tay góp sức với phường trong các hoàn cảnh khó khăn để giúp cho bà con. Ngày 31 tháng 7, Đà Nẵng đã triển khai thực hiện giãn cách xã hội với những biện pháp cao hơn trong công tác phòng chống dịch theo nội dung chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc chăm lo đời sống cho người dân tại các khu phong tỏa càng được thành phố quan tâm sát sao. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp, các ngành sẽ bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ để người dân yên tâm, ổn định đời sống, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.